Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên liên quan tới một nhân vật gây đầy tranh cãi trên thế giới, nhưng đối với người Việt hải ngoại là một tên gây đầy tội ác. Và người này đã được mệnh danh là một tội phạm chiến tranh và bây giờ đã chính thức qua đời ở cái tuổi 100. Quý vị, nhân vật này có lẽ tất cả mọi người Việt Nam đều biết tới, Henry Kissinger. Quý vị, Henry Kissinger đã chính thức qua đời vào ngày hôm nay, đúng 100 tuổi. Và nhân vật này được xem là gây đầy tranh cãi và báo chí của Hoa Kỳ, cánh tả lẫn cánh hữu đều xem nhân vật này là một cái nhân vật đã gây ra cái họa ngày hôm nay cho đất nước Hoa Kỳ. Con khủng long Trung Quốc đã trỗi dậy. Và do nhân vật này là nhân vật đã đưa con khủng long Trung Quốc trỗi dậy. Quý vị, đó là cái câu chuyện của ngày hôm nay trong chương trình Houston Nhật Ký. Trước hết chúng ta lướt qua những bản tin trước khi mà chúng ta đi vào phân tích về nhân vật này dưới góc nhìn của một người thuộc cái thế hệ sau của Việt Nam Cộng Hòa và miền Nam Việt Nam. Quý vị, Henry Kissinger chết và đã dẫn tới một cái phản ứng trái ngược nhau, gần như là phân cực ở trên toàn thế giới. Đây là cái tựa của tờ US News. Bên cạnh đó thì tờ Rolling Stone, một tờ báo cực tả, thì lên nói rằng Henry Kissinger, một tội phạm chiến tranh và là kẻ được yêu mến bởi thành phần thống trị tại Hoa Kỳ, cuối cùng đã chết. Đây là một trong những cái tựa đề mà tờ Rolling Stone đã đưa ra. Và bản báo cáo mới nhất cho biết thì chính thức Henry Kissinger đã chết. Quý vị, nhân vật này thì đối với người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những người Việt ở hải ngoại, đều không lạ gì. Bởi vì nhân vật này là nhân vật đã gây ra sự bất tử đối với 20 triệu quân dân của miền Nam. Và nhân vật này đối với người dân Hoa Kỳ bây giờ là kẻ đã khơi dậy và nuôi dưỡng cho con khủng long Trung Quốc trở thành một cái mối đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ hiện nay. Quý vị, tất cả đều tập trung vào nhân vật này, Henry Kissinger, từ thời chiến tranh Việt Nam cho tới bây giờ. Thì quý vị, Henry Kissinger là một người gốc Do Thái và ông ta là kẻ đã thỏa hiệp với lực lượng cực tả tại New York của do gốc Do Thái luôn, và phong trào phản chiến, và ông ta là kẻ đã thỏa hiệp với phong trào phản chiến để mà và thúc đẩy ông Nixon phải chấm dứt cuộc chiến Việt Nam. Và chính ông ta đã đẩy Hoa Kỳ gặp gỡ với lại phía Trung Quốc và tạo ra một cái mối giao hảo với Trung Quốc, và dẫn tới ngày hôm nay kết quả thì quý vị đã nhìn thấy là Trung Quốc đang trở thành một mối đe dọa lớn nhất trên toàn cầu và là mối đe dọa trực tiếp đối với người dân Hoa Kỳ. Ok quý vị, đó là câu chuyện mà chúng ta biết sơ qua. Và nhiều người thắc mắc hỏi tôi, nhất là những người trẻ trong Việt Nam, Henry Kissinger đã làm gì? Quý vị, chính Henry Kissinger, từ thời của Tổng thống Lyndon Johnson, thì ông ta đã bắt đầu manh nha có những cái thỏa hiệp với lại phía của nhóm cực tả Do Thái tại New York. Và ông ta thỏa hiệp với lại những cái kẻ tham gia vào phong trào phản chiến thời điểm đó. Và tới năm 1972 thì ông ta đã được thúc giục bởi nhân vật mà vừa đắc cử vào chức thượng nghị sĩ lần đầu tiên, một nhân vật được xem là phản chiến. Và nhân vật này chính là ông Tổng thống đương kim Joe Biden. Henry Kissinger đã cấu kết với Joe Biden và John Kerry để mà bắt đầu áp lực phía của Tổng thống Nixon là phải bước vào bàn đàm phán với lại Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt. Và lúc đó quý vị, cuộc đàm phán bốn bên gồm có Hoa Kỳ, chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Cộng sản Bắc Việt và cái gọi là lực lượng giải phóng miền Nam, tức là một tổ chức bạo động khủng bố ở miền Nam. Và cuối cùng thì quý vị, thỏa thuận này đã đi tới cái Hiệp định Paris năm 1973. Lúc đó thì Hoa Kỳ cam kết sẽ rút quân ra khỏi chiến trường Việt Nam. Và bù lại, Cộng sản Việt Nam không thể tấn công vào phía nào. Tuy nhiên thì quý vị, câu chuyện chúng ta đã thấy rõ, năm 1975, Cộng sản đã ngang nhiên vi phạm Hiệp định Paris và đưa quân tiến vào miền Nam.
và miền Nam đã bị bất tử năm 1975. Đây là câu chuyện của miền Nam Việt Nam. Quý vị, có điều, có nhiều quý vị thắc mắc tại sao ông ta là ngoại trưởng do ông Nixon, một tổng thống Cộng hòa bổ nhiệm, lại cấu kết với lại phía của lực lượng khuynh tả. Bởi vì lúc đó quý vị, Henry Kissinger được xem là kẻ có cái bề dày chính trị và là một kẻ đầy kinh nghiệm chính trị, được xem là một nhân vật đầy thế lực trong cộng đồng người Do Thái ở tại New York. Và quý vị, lúc đó thì gần như là cộng đồng Do Thái cũng chia làm hai phe. Một phe bảo thủ là cái phe mà đã giúp cho Do Thái đánh bại 6 nước Trung Đông ở tại 6 nước Ả Rập ở tại Trung Đông năm 1967. Nhưng phe này sau cuộc chiến đó đã bị thất thế. Và phe khuynh tả của Do Thái bắt đầu nắm quyền tại đây. Và họ nắm quyền từ Do Thái qua tới phía của gọi là thế lực của họ trải dài tới Hoa Kỳ. Thời điểm đó thì quý vị, phe này thì phe khuynh tả đã cấu kết với lại lực lượng phản chiến ở tại Hoa Kỳ. Và lực lượng phản chiến này tôi đã từng giải thích với quý vị rất nhiều lần. Nó được lập ra sau cái chết của Martin Luther King. Chính ra thập niên 60, tức là từ năm 1963, sau khi mà ông Kennedy bị ám sát chết, thì tình hình của Hoa Kỳ cũng rơi vào hỗn loạn không kém vì gì miền Nam Việt Nam. Thời điểm đó thì quý vị, phong trào dân quyền trỗi dậy. Tôi gọi là phong trào dân quyền trỗi dậy, tức là họ đòi hỏi sự công bằng cho tất cả những chủng tộc và màu da. Thì phong trào dân quyền trỗi dậy thì nó đã gây ra một cái cuộc hỗn loạn lớn trong xã hội Hoa Kỳ thời điểm đó. Nhưng bất ngờ, tới năm 1968, thì người lãnh đạo phong trào dân quyền là mục sư Martin Luther King bất ngờ đã bị bắn chết. Và lúc đó thì quý vị, toàn bộ phong trào dân quyền gần như là họ bị lắng động. Sau cái chết của mục sư Martin Luther King, thì thời điểm dưới thời của Kennedy vừa đắc cử tổng thống và bị ám sát chết năm 1963. Thì quý vị, thời điểm đó thì lực lượng khuynh tả tại Hoa Kỳ, tôi gọi là lực lượng khuynh tả bởi vì thời điểm đó họ chỉ là khuynh tả thôi. Họ chưa có cái âm hưởng của Cộng sản. Sau đó họ muốn gây dựng thế lực. Họ muốn gây dựng thế lực, do đó thì họ nương vào cái phong trào dân quyền của Mỹ để mà họ gây dựng thế lực. Nhưng bất ngờ cái chết của ông Martin Luther King đã khiến cho họ hết đường đi. Hết đường đi tức là họ không có một cái điểm nào để gây bạo động, biểu tình khắp nước Mỹ để có thể tạo được cái thế lực chính trị cho họ. Và quý vị, cuộc chiến Việt Nam đã trở thành mục tiêu. Họ bắt đầu từ phong trào dân quyền của ông Martin Luther King, họ bắt đầu tách trở ra và tạo ra một phong trào phản chiến. Phong trào phản chiến này gồm hai phần. Thứ nhất là các cuộc biểu tình ở các trường đại học, được xem là danh tiếng Hoa Kỳ, dẫn đầu là UC Berkeley, tức là trường đại học UC Berkeley. Và bên cạnh đó thì quý vị, một mặt khác họ thúc đẩy nhóm giải trí Hollywood tạo ra một cái phong trào thứ hai là phong trào hippie, tức là đẩy thanh niên Hoa Kỳ vào sự bệ đạt của giải trí nhiều hơn là đóng góp cho quốc gia. Hai phong trào này đi song hành và nó tạo được một cái thế lực rất mạnh ở cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, cho tới khi mà cuộc bầu cử năm 1970, sau đó một cuộc bầu cử năm 1972. Thì quý vị, một trong những nhân vật thuộc phong trào phản chiến đã đắc cử chức thượng nghị sĩ, đó là Joe Biden. Và lúc đó Joe Biden mới có 29 tuổi mà thôi. Thì quý vị, việc đầu tiên là Joe Biden thúc đẩy trên sàn thượng viện cắt bỏ ngân sách quân sự cho miền Nam Việt Nam năm 1972. Tuy nhiên cái bill đó năm 1972 đưa vào thì lại không được thông qua, bởi vì thời điểm đó là thời điểm căng thẳng nhất của chiến tranh Việt Nam. Cho tới năm 1973 thì lúc đó Joe Biden đã cấu kết với lại phần tử chuyên môn biểu tình phản chiến là John Kerry, và họ cấu kết với lực lượng khuynh tả Do Thái tại New York áp lực Henry Kissinger. Và kết quả, Henry Kissinger đã thúc đẩy Tổng thống Nixon là phải tiếp cận lại với phía Trung Quốc. Và cuộc gặp gỡ của ông Nixon và Mao Trạch Đông đã diễn ra trong thời điểm này. Thì quý vị, lúc đó gần như là ông Nixon đang bị áp lực rất nhiều. Thứ nhất là phía Thượng viện lẫn Hạ viện, Đảng Dân Chủ nắm lại. Thứ hai
là sự cấu kết của Henry Kissinger với lực lượng khuynh tả Do Thái tại New York và lực lượng phản chiến trên toàn quốc Hoa Kỳ đã tăng rất nhiều áp lực về ông Nixon. Và kết quả, Nixon đã gặp gỡ với Mao Trạch Đông, mở con đường gọi là kết nối lại và có một cái gọi là tiếp xúc lại với phía Trung Quốc. Và quý vị, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra thì quý vị đã thấy, năm 1975 chúng ta đã bị bức tử, miền Nam Việt Nam đã bị bức tử sau khi năm 1974 cái bill thứ hai mà Joe Biden đưa vô lần thứ hai năm 1974, thì quý vị lúc đó là cái dự luật mà cắt bỏ ngân sách 400 triệu Mỹ Kim cho miền Nam Việt Nam đã được thông qua trên sàn Thượng viện. Sau khi mà phía Joe Biden thúc đẩy Hạ viện đưa dự luật này ra và ông ta đã thúc đẩy thành công, ngân sách 400 triệu Mỹ Kim đã bị cắt bỏ năm 1974. Và cùng năm đó, quý vị, chúng ta có cuộc đối đầu gay gắt với Cộng sản và kết quả, Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng chiến tranh Việt Nam chiếm luôn toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Cũng năm 1974. Và cùng năm đó thì quý vị, Tổng thống Nixon lại bị thêm một cái tai tiếng khác trong cái vụ Watergate, tức là vụ mà cơ quan CIA đặt máy nghe lén. Kết quả thì Tổng thống Nixon phải từ chức giữa chừng. Ông phải từ chức giữa chừng và dành cho ông Phó Tổng thống Ford lên kế vị. Và kết quả năm 1975 thì chúng ta đã bị mất miền Nam Việt Nam. Cho tới năm 1976 bầu cử trở lại thì do cái phe phản chiến đang thắng thế, họ nắm cả lưỡng viện quốc hội, dẫn đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 1976, Jimmy Carter đã chính thức thắng cử trở thành tổng thống. Nhưng mà quý vị, trong 4 năm của Jimmy Carter thì nước Mỹ sau cái cuộc chiến tranh Việt Nam đã phân hóa trầm trọng. Phe phản chiến làm chủ ở khắp nơi, nó tương tự như cái tình hình bây giờ. Có nghĩa là nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng. Bị chia rẽ trầm trọng giữa các khuynh hướng. Thì quý vị, năm 1979, Jimmy Carter là ông tổng thống đã ký kết chính thức ban giao với lại phía của Trung Quốc, cắt bỏ cái việc ban giao với Đài Loan năm 1979. Tuy nhiên, năm 1978 trong cuộc bầu cử năm 1978 thì Đảng Cộng hòa giành lại được Hạ viện. Đảng Cộng hòa giành lại được Hạ viện năm 1978. Do đó khi mà năm 1979 khi Jimmy Carter chính thức cắt bỏ ban giao với Đài Loan để kết nối ban giao với Trung Quốc thì ngay lập tức Hạ viện của Hoa Kỳ, lúc đó Hạ viện của Hoa Kỳ đã đưa ra cái dự luật gọi là Taiwan Relation Act để bảo vệ cho Đài Loan. Tại vì bên quốc hội chỉ có thể ra luật nhưng không thể có quyền hành pháp. Quyền hành pháp nằm trong tay của Jimmy Carter. Và đến năm 1980 thì Jimmy Carter đã bị đánh bại bởi ông Ronald Reagan. Và năm đó thì Thượng viện Đảng Cộng hòa nắm lại luôn. Tức là Đảng Cộng hòa nắm lưỡng viện quốc hội ở năm 1980. Và quý vị, đó là câu chuyện của nước Mỹ trong giai đoạn này. Và năm 1979, điều này là cái điều quan trọng bởi vì năm đó là có nhiều biến cố xảy ra. Thứ nhất là năm đó là Cộng sản Việt Nam xù nợ Trung Quốc, dẫn tới việc mà Trung Quốc đưa quân đánh vào phía Bắc của Việt Nam. Cũng năm đó, Hoa Kỳ cắt bỏ ban giao với lại Đài Loan để mà kết nối ban giao với Trung Quốc. Và cũng thời điểm này chính là Trung Quốc tấn công Việt Nam, cũng nằm trong cái lý do này. Và thứ ba là những kẻ khuynh tả phản chiến đã bắt đầu đứng ra thành lập một cái đài truyền hình mới lấy cái tên là Cable News Network, tức là CNN hiện nay, tập trung tất cả những phần tử ký giả, nhà báo khuynh tả phản chiến tập trung vào đài CNN. Nó ra đời năm 1979. Thì quý vị, và thời điểm này cũng là cái thời điểm gọi là tang thương nhất của người Việt, bởi vì có rất nhiều người Việt đã chết trên biển. Từ năm 1977 cho tới năm 1979 thì có rất nhiều người Việt đã chết trên biển trên đường vượt biên. Thì quý vị, năm 1978 thì lúc đó Liên Hiệp Quốc bị áp lực bởi cộng đồng thế giới đã cho thành lập tất cả các trại tị nạn đón người Việt tị nạn ở khắp Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Indonesia, Philippines, rồi Thái Lan, Hồng Kông. Thì quý vị, lúc đó gần như là người, cái thời điểm năm 1979 và 81 là hai năm đó người Việt chết trên biển nhiều nhất. Và đây là kết quả của
lực lượng Khuynh Tả khi họ chiến thắng trên chiến trường. Và đặc biệt quý vị, kẻ đã không nhận người Việt nhập cảnh vào California là hai nhân vật. Người thứ nhất là Jerry Brown, thống đốc của California, không muốn người Việt xuất hiện tại California. Và người thứ hai chính là kẻ không muốn chi ra một penny nào cho người tị nạn Việt Nam là Joe Biden. Hai nhân vật này là hai nhân vật chống người tị nạn Việt Nam. Nhưng kết quả thì quý vị, tới thời của Tổng thống Ronald Reagan, ông là người đã thúc đẩy cái ngân sách để mà hỗ trợ cho người tị nạn Việt Nam. Và quý vị, tại California thì quý vị, chúng ta có một cái khu vực nó gọi là Camp Pendleton, là nơi mà đã đón tất cả những người di tản Việt Nam sau năm 1975, di tản chứ không phải vượt biên. Thì quý vị, Camp Pendleton nằm ở California nhưng nó thuộc quyền của liên bang, tại vì Camp Pendleton là vùng đất của liên bang chứ không phải của California. Chính vì vậy mà nhiều người Việt đã ở trong trại tị nạn ở Camp Pendleton trước khi họ được tái định cư ở nơi khác tại Hoa Kỳ. Quý vị, câu chuyện này tất cả đều bắt nguồn từ Henry Kissinger. Henry Kissinger là kẻ được xem là được lòng rất nhiều giới thống trị, tức là giới chính trị tại Hoa Kỳ. Nhưng trong mắt của người Mỹ và trong mắt của cộng đồng thế giới, Henry Kissinger là một tội phạm chiến tranh. Lý do tại sao gọi Henry Kissinger là một tội phạm chiến tranh, tờ Cánh Tả Rolling Stone đã nói về cái khu vực chiến tranh Việt Nam. Trong mắt tờ Cánh Tả thì Henry Kissinger là người muốn mở rộng cái cuộc chiến ở Việt Nam. Nhưng câu chuyện ngược lại, Rolling Stone là tờ báo Cánh Tả và thuộc phe Cánh Tả, họ gán nhãn rất nhiều cho cái cuộc chiến Việt Nam. Nhưng mà quý vị, Henry Kissinger tại sao bị gọi là tội phạm chiến tranh? Bởi vì chính ông ta chịu trách nhiệm cho năm 1971, khi mà khối Ả Rập vì cái hành động của Henry Kissinger toàn bộ đã đóng cửa với lại Hoa Kỳ. Họ hoàn toàn đóng cửa với Hoa Kỳ, họ không bán dầu hỏa cho Hoa Kỳ năm 1971. Cho tới năm 1972 thì Henry Kissinger kích động phía Do Thái tấn công các quốc gia Ả Rập và Châu Âu, khiến cho các quốc gia này lo sợ và cuối cùng họ đi tới một cái thỏa ước với Hoa Kỳ là họ mở lại cánh cửa xuất cảng dầu hỏa qua Hoa Kỳ, và đồng thời Hoa Kỳ phải bảo đảm an ninh cho họ trước sự đe dọa của Do Thái. Và trong mắt khối Ả Rập, Henry Kissinger là một tội ác chiến tranh, là một kẻ gây chiến. Và trong mắt của người Âu Châu, Henry Kissinger là một tên là một nạn nhân của Holocaust. Bởi vì khi mà chấm dứt cái đệ nhị thế chiến đó quý vị, thì lúc đó Henry Kissinger mới có 20 mấy tuổi thôi. Ông ta mới có 20 mấy tuổi thôi. Và ông ta từng bị tống giam trong nhà tù của Đức Quốc xã lúc mà ông ta còn là người Do Thái. Thì quý vị, câu chuyện của Henry Kissinger trở thành tội phạm chiến tranh trong mắt của người Mỹ và nhiều người dân trên thế giới. Nó đã trở thành một sự tranh cãi lớn liên quan tới cái thân phận của Henry Kissinger. Tuy nhiên, trong mắt của người Việt thì Henry Kissinger là kẻ đã gây tội ác đối với 20 triệu quân dân miền Nam. Bởi vì chính Henry Kissinger đã ép ông Nixon bước vào bàn đàm phán, và lúc đó ông ta được giải Nobel Hòa Bình. Ông ta được giải Nobel Hòa Bình nhờ vào cái chiến tranh Việt Nam. Và ông ta đã ký kết cái Hiệp định Paris năm 1973. Chính Henry Kissinger là kẻ đã đi đêm với Cộng sản Việt Nam, là kẻ đã đi đêm với thành phần phản chiến. Ông ta đi đêm với Cộng sản Việt Nam là bởi vì có sự cấu kết và móc nối của thành phần phản chiến. Và sau năm 1973, ông ta lại có thêm một đồng minh mới trở về sau cuộc trao đổi tù binh, đó là John McCain. Và kể từ đó, John McCain, John Kerry, Joe Biden, Henry Kissinger, bộ tứ này, tôi gọi là tứ nhân bang này, là những kẻ thủ phạm gây ra sự bất tử của miền Nam Việt Nam năm 1975. Thì quý vị, toàn bộ câu chuyện này thì người Việt Nam chúng ta xem Henry Kissinger là kẻ gây tội ác. Nhưng ngày hôm nay tại nước Mỹ thì tất cả những người Mỹ đều xem Henry Kissinger là thủ phạm chính dẫn tới mối đe dọa đối với nước Mỹ ngày hôm nay, đó là Cộng sản Trung Quốc. Nhờ cuộc móc nối của Henry Kissinger, sau đó tới thời của Giang Trạch Dân thì Bill Clinton là kẻ thúc đẩy toàn cầu hóa
và đã mở cửa vào thì gọi là xâm nhập thị trường Trung Quốc và cho phép Trung Quốc có thể xuất cảng qua Mỹ vô tội vạ với cái tối hệ quốc. Và kể từ đó quý vị, Trung Quốc đã trỗi dậy trở thành một con khủng long. Hôm nay nó đe dọa tới tất cả những cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Từ những khu vực ở Phi Châu, ở Trung Đông, ở Âu Châu, ở Á Châu, Bắc Kinh đã bắt đầu có những cái hành động được xem là đe dọa trên toàn cầu đối với một cái tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, và đang chực chờ muốn cướp luôn cái ghế lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Quý vị, tất cả nguồn gốc đều bắt nguồn từ Henry Kissinger. Trong mắt của những kẻ làm chính trị và sống bằng nghề chính trị trong bãi đầm lầy của Washington DC, thì Henry Kissinger là một thần tượng của họ, là kẻ mà họ rất thần tượng. Nhưng trong mắt của những người dân, trong mắt của tất cả những cái thế hệ sau về chính trị và trong mắt của người Việt hải ngoại, thì Henry Kissinger là một tên tội đồ. Là một tên tội đồ, một tên đã gây ra cái chết cho biết bao nhiêu quân dân của miền Nam Việt Nam. Và không những đối với quân dân của miền Nam Việt Nam, nhiều nơi khác trên thế giới cũng đã bị Henry Kissinger gọi là thao túng cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong thời gian ông ta làm ngoại trưởng và sau đó là cố vấn an ninh quốc gia. Và cuối cùng thì ông ta trở thành nhân vật có ảnh hưởng nhất trong cái chính trường Hoa Kỳ. Nhưng giống như tôi nói quý vị, 40 năm sau, Hoa Kỳ nhìn lại toàn bộ chiến lược, họ thấy đây là một sai lầm. Sai lầm thứ nhất là bỏ rơi tất cả những đồng minh tại Á Châu, trong đó đứng đầu là Việt Nam Cộng Hòa, đứng thứ hai là Đài Loan. Sai lầm thứ hai là nuôi dưỡng con khủng long Trung Quốc trở thành một thứ đe dọa tới Hoa Kỳ bây giờ, sau 40 năm. Do đó, quý vị, lần này chuyển trục về Á Châu, Hoa Kỳ đã bắt đầu sửa lại những lỗi lầm của họ. Nhưng nó đã quá muộn. Nó đã quá muộn. Thứ nhất là cái thế lực tại Á Châu, Trung Quốc coi như bao trùm. Cộng sản Trung Quốc đã thống trị gần như là một nửa Á Châu. Ít nhất một nửa Á Châu nằm dưới sự điều khiển của Cộng sản Trung Quốc. Và thứ hai là thế lực của Trung Quốc bây giờ không những tại Á Châu, mà nó còn gây ảnh hưởng tới đồng minh của Hoa Kỳ tại Âu Châu và tại Trung Đông. Và gần như Trung Quốc thống trị 80% tại khu vực Phi Châu. Quý vị, đây chính là cái hậu quả mà Henry Kissinger đã mang lại cho nước Mỹ. Một sự đe dọa nguy hiểm vô cùng. Do đó, ngày hôm nay khi mà Henry Kissinger chết, thì nó gây ra một cái sự tranh cãi trên thế giới. Kẻ thần tượng Henry Kissinger, lực lượng quân tả, thì vẫn ca ngợi công trạng của Henry Kissinger. Nhưng mà trong mắt của những người khác, Henry Kissinger là một tên tội phạm chiến tranh. Họ gọi là war crime. Quý vị, đây là cái cuối cùng thì nhân vật này cũng đã chết. Chấm dứt một cái giai đoạn đầy tranh cãi kéo dài hơn 40 năm qua, gần nửa thế kỷ qua. Và kết quả của cái chết này có thể sẽ dẫn tới một cái khuynh hướng khác cho đất nước Hoa Kỳ. Tức là chấm dứt một cái triều đại thống trị của lực lượng quân tả. Tôi có thể nói là chấm dứt một cái triều đại thống trị của lực lượng quân tả suốt nhiều năm nay. Từ năm 1979 tới bây giờ. Nước Mỹ sẽ bước qua một chapter khác. Nước Mỹ sẽ bước qua một cái chương mới. Cái chương đó nó sẽ rõ ràng hơn. Nó minh bạch hơn. Và nó mang tính chất chung thủy hơn. Thay vì trước đây, dưới thời đại của đám khuynh tả, nước Mỹ luôn mang tiếng là bỏ rơi đồng minh. Nước Mỹ luôn mang tiếng là nền chính trị của Hoa Kỳ phức tạp, luôn bỏ rơi đồng minh. Và quý vị, chúng ta đã chứng kiến qua từng giai đoạn cuộc chiến Việt Nam, Đài Loan, Afghanistan và sắp sửa tới Iraq. Nếu như mà cuộc chiến tại Trung Đông mà bùng nổ lớn và các thành phần nằm trong quốc hội của Iraq, thân Iran, họ sẽ bắt đầu áp lực tới. Và kết quả thì quý vị, dưới triều đại của Joe Biden, Iraq sẽ bị bỏ rơi nữa. Sau khi ông ta bỏ rơi Afghanistan, thì tới phiên Iraq, ông ta cũng sẽ bỏ rơi. Thì quý vị, do đó, nếu đứng từ bên ngoài nhìn vô, thì người ta sẽ quy trách nhiệm cho toàn bộ đất nước Hoa Kỳ là không có chung thủy. Không có chung thủy với bất kỳ một quốc gia nào. Nhưng nếu đứng từ trong nội địa của nước Mỹ nhìn ra,
chúng ta biết được những kẻ thiếu trung thủy này luôn lật qua lật lại chính là Đảng Dân Chủ và chính là những lực lượng khuynh tả. Nó sẵn sàng lật qua lật lại để đạt được mục tiêu. Thì quý vị, nếu chúng ta đứng từ nước Mỹ nhìn ra, còn nếu như chúng ta đứng từ bên ngoài nhìn vào, thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ nước Mỹ là một quốc gia không có chung thủy với ai hết. Họ chỉ chung thủy với quyền lợi của họ. Nếu quý vị đứng từ ở bên ngoài nhìn vào. Nhưng mà nếu quý vị đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra, quý vị sẽ thấy rõ những kẻ lật lọng, những kẻ ăn đằng sóng nói đằng gió, những kẻ sẵn sàng lật đổ tất cả những cái hợp tác đồng minh chính là Đảng Dân Chủ. Chính là Đảng Dân Chủ và chính là những lực lượng khuynh tả. Thì quý vị thấy đó, sau nhiều năm họ thắt chặt mối kinh tế với Trung Quốc. Bây giờ khi chiến lược đất nước Hoa Kỳ bắt đầu chuyển trục về Á Châu, Trung Quốc là mối đe dọa, thì quý vị, họ lập tức bắt đầu có những ngôn ngữ cứng rắn với Trung Quốc. Họ lập tức có những ngôn ngữ cứng rắn với Trung Quốc và bắt đầu có những cái khuynh hướng gọi là chống Trung Quốc. Trong khi đó quý vị, chính họ là những kẻ nối kết và đẩy nền kinh tế Trung Quốc lên và giúp cho Trung Quốc trở thành con khủng long ngày hôm nay. Và bây giờ chính họ sẽ sắp sửa rời bỏ Trung Quốc. Do đó tôi nói quý vị là lực lượng khuynh tả và Henry Kissinger chính mặc dù nằm ở trong cái guồng máy của Đảng Cộng Hòa, nhưng ông ta lại là biểu tượng của kẻ lật lọng. Ông ta là biểu tượng của những kẻ lật lọng khuynh tả tại New York. Ngày hôm nay thì tại New York, những người Do Thái sau cuộc chiến của Hamas và Do Thái, họ đã bắt đầu thấy rồi. Họ có thay đổi quan điểm. Họ có thay đổi quan điểm, nhưng con số này chưa nhiều. Lực lượng khuynh tả của người Do Thái vẫn thống trị ở New York. Tôi có thể nói là họ vẫn thống trị ở New York. Còn những người Do Thái mà thuộc phong trào khuynh hữu thì họ phải giấu cái identity của mình. Tức là họ phải giấu cái lai lịch của họ để tránh bị phiền phức. Để tránh bị phiền phức trong cuộc sống đó, quý vị thấy nhiều sinh viên Do Thái nhiều nơi đang bị đe dọa. Họ phải giấu cái lai lịch của họ để tránh bị phiền phức trong lúc mà có cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas. Và cuộc xung đột này có thể dẫn tới một cái tình trạng phá sản của lực lượng khuynh tả ở Do Thái ở tại New York. Nhóm này bây giờ gần như là bị chia rẽ trầm trọng. Nhưng mà nhóm này chính là nhóm chủ chốt. Nhóm chủ chốt đã gây ra cái họa chấm dứt chiến tranh Việt Nam, dẫn tới hàng triệu người chết trên mặt biển. Và dẫn tới 20 triệu quân dân Việt Nam sống dưới sự bức hại của Cộng sản suốt gần nửa thế kỷ qua. Quý vị, câu chuyện của Henry Kissinger nó mang tính chất phức tạp, bởi vì trong đó nếu không hiểu nội tình và chỉ nhìn lướt câu chuyện từ bên ngoài, quý vị đã vội vã chụp mũ cho người Do Thái, hay là quý vị đã vội vã chụp mũ cho chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra, quý vị sẽ thấy được sự có nghĩa là những cái khuynh hướng khác nhau trong cộng đồng Do Thái và những kẻ thật sự đã khiến cho nước Mỹ mang tai mang tiếng là ai, khiến cho nước Mỹ bị mất tư thế trên chính trường quốc tế vì không giữ lời cam kết của mình là ai. Quý vị sẽ hiểu rõ nếu quý vị đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra. Những kẻ phản chiến, những kẻ lật lọng khuynh tả chính là thủ phạm chính dẫn tới hậu quả nước Mỹ bị suy yếu và bị chê trách là thiếu trung thủy, chính là những kẻ này. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton nhật ký phần 1 của tôi trong cái dịp mà Henry Kissinger đã chút hơi thở cuối cùng ngày hôm nay. Ông ta tròn đúng 100 tuổi và nhân vật này đối với lại giới tinh hoa chính trị của Hoa Kỳ, ông ta là thần tượng. Nhưng mà đối với những người dân bình thường và đối với tất cả những công chúng Mỹ và kể cả những người từng là nạn nhân của ông ta thì xem ông ta là một tội phạm chiến tranh, là một kẻ gây tội ác. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.